đi nhậu nhiều, bia có, rượu có. Nhưng mà nói thật ra rượu bia giả thì nhiều lúc cũng không có biết đâu được là giả, đâu là thật. Cái này cũng nghe người ta nói lại thôi. Ví dụ như giả đó thì cái màu sắc in với lại các chữ nghĩa đồ ở trên cái vỏ sản phẩm nó sẽ bị không có được sắc nét như là cái chính hãng. Bạn bè tôi là dân uống bia rượu có hạn mà làm sao mà dám mời tôi đi uống mấy cái thứ đó được. Với những ý kiến vừa rồi, chắc hẳn quý vị cũng đoán được chủ đề Góc nhìn đa chiều hôm nay sẽ đề cập đến vấn đề gì rồi đúng không ạ? Thưa quý vị, lạm dụng rượu bia là điều rất tồi tệ, không những gây hại cho bản thân mà cả gia đình, xã hội. Rượu bia thật, rõ nguồn gốc thì hậu quả còn không lường trước, huống chi uống nhầm đồ giả trôi nổi trên thị trường thì như thế nào? Như ba người vừa rồi có chia sẻ thì dường như vấn đề nhận biết là mù mờ, uống chỉ bằng niềm tin. Trong khi đó, hàng loạt vụ thu giữ sản xuất rượu bia giả chấn động dư luận. Thời điểm cuối năm, lực lượng quản lý thị trường và công an kinh tế ở các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ sản xuất, vận chuyển, kinh doanh các loại rượu bia giả, nhập lậu, trà trộn với hàng thật. Hàng chục ngàn chai rượu ngoại không dán tem nhập khẩu, không có nhãn phụ đi kèm đã bị bắt giữ, không xuất trình được hóa đơn chứng từ có liên quan. Cùng với rượu ngoại giả là một khối lượng lớn bia không thể hiện mã vạch trên chai. Với những dấu hiệu đó, cơ quan chức năng xác định đây là hàng giả, hàng kém chất lượng. Thông tin điều tra tại các cơ sở sản xuất rượu giả bị phát hiện cho biết giá thành sản xuất các chai rượu giả chỉ khoảng 50.000 đồng, giá bán trên thị trường vào khoảng trên dưới 1 triệu đồng. Trong khi đó, các chai rượu ngoại thật của các nhãn hàng uy tín thường có giá trên dưới chục triệu đồng. Với giá thành khá rẻ so với hàng thật, rượu bia giả nhắm vào thị trường tiêu thụ chính là khu vực nông thôn và bán trà trộn cùng hàng thật tại các quán bar, hộp đêm. Ngoài ra, rượu giả cũng được rao bán đầy rẫy trên mạng với cái mác hàng xách tay. Lý giải cho việc cái giá đưa ra khá mềm, người bán thường đưa ra lý do đây là hàng miễn thuế nên có giá cạnh tranh hơn hàng nhập khẩu chính ngạch. Cũng vì lợi nhuận cao như thế, một số cá nhân, đơn vị vì lợi ích riêng đã làm giả các mặt hàng rượu bia, trong đó có các loại rượu ngoại nhập giá trị cao. Do thiếu hiểu biết trong việc nhận định rượu thật hay giả, nhiều người tiêu dùng đã mua nhầm hàng kém chất lượng. Vậy, rượu giả được làm như thế nào, gây tác hại ra sao đến sức khỏe người tiêu dùng? Và làm sao để phân biệt được rượu thật hay rượu giả? Trong khi phần lớn người tiêu dùng chỉ phân biệt rượu bia thật giả bằng cảm tính, thì các cơ sở sản xuất rượu bia giả lại thu mua và tái sử dụng chai nắp cũ của rượu thật đã qua sử dụng để chứa dung dịch rượu giả, khiến người tiêu dùng khó phân biệt được. Nếu tinh ý, có thể thấy các nhãn hiệu có dấu hiệu trầy xước do quá trình xử lý chai để tái sử dụng. Dân gian có câu mua lầm bán không lầm, trong khi thị trường vẫn còn nhập nhằng thật giả, các cơ quan chức năng khó lòng kiểm soát hết. Còn các hãng rượu hầu như chưa có chính sách thu mua lại chai cũ của hãng. Chắc chắn một lượng lớn rượu giả vẫn đang được thị trường tiêu thụ. Đáng lưu tâm là rượu bia giả thường gây ngộ độc cho người tiêu dùng, có thể dẫn đến tử vong cùng nhiều biến chứng có hại cho sức khỏe. Lời khuyên dành cho khán giả: hạn chế tiêu thụ bia rượu và các chất có cồn. Nếu cần thiết sử dụng các loại rượu bia có uy tín, tiêu thụ ở ngưỡng an toàn. Cần kiểm tra kỹ nhãn mác, tem nhập khẩu, xuất xứ nguồn hàng, để ý xem các nhãn hiệu có bị trầy xước hay không. Dần khi áp dụng cách nhận biết trên sẽ phần nào tránh được chiêu trò ngày càng tinh vi của các đối tượng lừa đảo, tránh gây ngộ độc trường diễn. Nhưng chúng tôi dành lời khuyên cho quý vị nào đang nghiện với loại uống có cồn này, đó là dù có sử dụng sản phẩm thật đi chăng nữa thì cũng không hề mang lại lợi ích nào cho sức khỏe. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.